Chủ tịch nước Tô Lâm và những phát biểu về vấn đề công chứng. Chủ tịch nước nói có những giai đoạn yêu cầu công chứng rất tùy tiện. Chiều ngày hôm qua, chiều ngày 17 tháng 6, trong phiên thảo luận tại tổ về dự án luật công chứng sửa đổi, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành rất nhiều phần phát biểu của mình để nói về những cải cách thủ tục hành chính liên quan đến công chứng. Trong đó có nhiều nội dung được dư luận rất quan tâm. Chủ tịch nước cho biết, trước đây chúng ta không có công chứng vì tất cả giao dịch đều rất đơn giản. Sau khi phát triển từ nhu cầu quản lý hành chính nhà nước và phát triển của tư pháp mới sinh ra công chứng. Từ đơn giản là sao y bản chính, chứng thực văn bản, thẩm quyền ban đầu của Ủy ban Nhân dân. Sau đó xã hội phát triển mới hình thành nên nghề công chứng, giao cho ngành tư pháp nhưng xã hội hóa phần lớn. Theo Chủ tịch nước, luật này trước hết phải phục vụ cho người dân có nhu cầu, phục vụ cho nền hành chính quản lý, quản trị xã hội và liên quan đến pháp lý, chứng cứ tư pháp, độ chuẩn xác phải rất lớn, vì vậy cần ban hành luật để hoạt động công chứng chuẩn. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại khi đọc đi đọc lại không thấy chuẩn, vẫn còn tùy tiện thì rất khó khăn. Nhà nước đòi hỏi cái này, cái kia phải công chứng, phải xác thực thì dân mới đi làm. Chủ tịch nước lưu ý, các cơ quan hành chính có những giai đoạn rất tùy tiện, cái gì cũng phải đi xác nhận, đi xin công chứng mới giải quyết, cứ bắt người dân công chứng mà không biết để làm gì. Cải cách thủ tục hành chính là để giảm những cái này, tự nhiên việc công chứng bớt hẳn đi. Ví dụ trước đây phải đi photo hộ khẩu, đến công chứng xác minh hộ khẩu, nhưng giờ không còn hộ khẩu giấy nữa thì lấy gì mà công chứng? Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, vừa qua quản lý quản trị nhà nước cải cách rất nhiều. Căn cước công dân, định danh điện tử sẽ không cần công chứng. Chủ tịch nước Tô Lâm nêu thực tế, trước đây khi đi làm hộ chiếu, đăng ký xe máy, phải cầm một tập giấy tờ công chứng xác nhận. Hiện tại, qua cải cách thủ tục hành chính thì không cần nhiều giấy tờ nữa, nên độ nóng của ngành công chứng giảm bớt đi. Bây giờ, căn cước công dân là giấy tờ duy nhất xác định địa vị pháp lý của người giao dịch. Cầm căn cước đi sẽ không cần xác nhận gì, chỉ cần một số định danh trên môi trường điện tử là giao dịch được, không cần công chứng. Chủ tịch nước nhấn mạnh. Người dân có thể đi khám sức khỏe, xác nhận thuế, bảo hiểm y tế qua việc tích hợp các giấy tờ vào số định danh và có thể xác định pháp lý, đủ quyền giao dịch trong xã hội, trực tiếp giao dịch điện tử rất chính xác, không cần xác nhận công chứng. Do đó, công chứng giảm đi rất nhiều. Đây cũng chính là cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch nước khẳng định. Từ những phân tích này, ông đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ những trường hợp nào phải công chứng, chứ không phải một cơ quan hay cán bộ nào đặt ra thủ tục buộc người dân phải công chứng, nhưng khi hỏi công chứng để làm gì thì không biết. Chủ tịch nước cũng thông tin thêm, vừa qua người dân rất đồng tình với cải cách thủ tục hành chính, đến mức họ không nghĩ tại sao bây giờ đơn giản thế. Trước đây, để làm các thủ tục phải xếp hàng đến từ mấy giờ sáng, mang đầy đủ giấy tờ mới được giải quyết. Còn bây giờ, chỉ cần mang mỗi căn cước công dân đến là được xem xét, giải quyết, thậm chí không cần phải đến mà giao dịch điện tử, Chủ tịch nước so sánh. Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cao nhất khi sửa luật công chứng là để phục vụ nhân dân. Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, việc ra soát lại một cách tổng thể luật công chứng là điều cần thiết để luật thực sự đi vào cuộc sống. Yêu cầu cao nhất khi sửa luật này là để phục vụ nhân dân, phục vụ nền quản lý hành chính và tư pháp. Chủ tịch nước cho biết, trước đây không có công chứng vì các giao dịch đều rất đơn giản. Sau này khi xã hội phát triển hơn mới xuất hiện công chứng từ rất đơn giản như sao y bản chứng, chứng thực văn bản với thẩm quyền ban đầu thuộc về Ủy ban Nhân dân. Sau đó mới hình thành nên nghề công chứng phục vụ cho người dân có nhu cầu, phục vụ quản trị xã hội liên quan đến chứng cứ, tư pháp. Nghề này giao cho ngành tư pháp nhưng tính xã hội hóa lớn. Luật này trước hết phải phục vụ cho người dân, nhưng để phục vụ người dân thì phải phục vụ cho nền hành chính quản lý, quản trị xã hội là chính và liên quan đến pháp lý, chứng cứ tư pháp, độ chuẩn xác rất lớn. Ban hành luật ra để hoạt động công chứng chuẩn, còn nếu tùy tiện thì rất khó khăn, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo Chủ tịch nước, qua nghiên cứu dự thảo luật cho thấy, nếu gọi là luật về hành nghề công chứng thì phù hợp hơn và cần làm rõ hơn về phạm vi đào tạo, quy định ai được làm công chứng và công chứng thì được làm những gì. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ, vừa qua quản lý, quản trị nhà nước đã cải tiến rất nhiều, đặc biệt thông qua cải cách thủ tục hành chính đã giúp công chứng bớt hẳn đi sức nóng.